Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap và truyện ma bắp đọc với câu chuyện Xác chết trôi sông của tác giả Nguyễn Ngọc Nga và Đỗ Quang Dũng. Ở tập trước, hồn ma của Hạ Hoàng dường như là có duyên với ông Hạnh, đã tìm đến gặp ông Hạnh không chỉ là áp nhãn cho ổng thấy được cô đã chết như thế nào, mà còn úp vào trong người của ổng, là nhập vào trong người của ổng luôn, và nói chuyện với ông Tú, sau đó cho ông Tú địa chỉ đi đến nhà của cô ta. Ông Tú và cả ông Hạnh đều hứa sẽ giúp đỡ cho Hạ Hoàng tìm ra hung thủ đã giết cô. Bây giờ thì hai người đã đi đến địa chỉ mà hồn ma Hạ Hoàng nói. Khi đi đến địa chỉ thì chính xác đó là nhà của Hạ Hoàng. Lúc mà họ thắp nhang á, cái nhang nó còn cháy phừng lên, giống như là Hạ Hoàng biết là họ đã đến nhà của mình rồi để có thể giúp đỡ cho mình. Sau khi đã thắp nhang xong thì ông Tú và ông Hạnh đi đến nói chuyện với ba mẹ của Hạ Hoàng là bà Nghĩa và ông Nhân. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì bây giờ Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Hai người đi ra phía bàn uống nước được kề cạnh đấy. Bố mẹ của Hạ Hoàng là hai người còn khá trẻ. Chồng tên là Nhân, vợ tên là Nghĩa. Sau khi nói sơ qua một lượt, bà Nghĩa xúc động sụt sùi, khóc lóc thảm thiết. Liền chạy ra bàn thờ con gái mình, nhìn di ảnh Hạ Hoàng tức tưởi. Khổ thân con gái tôi, bao nhiêu năm vất vả ngược xuôi bươn chải vì gia đình. Vậy mà, mẹ ước mình sẽ chết thay cho con. Con ơi! Nhìn cảnh bà Nghĩa khóc ai oán, khiến cho những người có mặt ở đó đều không cầm được nước mắt, lặng hết cả người. Sau khi ngồi ở bàn uống nước, bố tôi quan sát thấy trong nhà gồm có ông Nhân, bà Nghĩa, là bố mẹ của cô Hạ Hoàng. Còn lại là hai người đàn ông khác liền cất tiếng hỏi. Chẳng hay hai anh là... Đây là Trí, con trai út của tôi, là em của con Hoàng. Nghe tin chị nó mất, nó xin nghỉ làm ở khu công nghiệp dưới Hà Nội. Bây giờ về quê làm ở gần nhà. Còn đây là Hướng, là chồng sắp cưới của con gái tôi. Chỉ tiếc là... Nói đoạn, ông Nhân nhìn về cậu Hướng, ánh mắt buồn vô hạn. Cháu chào hai bác. Tiếng của người thanh niên tên Hướng chào bố tôi và bác Hành, nhưng ánh mắt và lời nói chẳng có chút nào là thiện cảm. Hai thứ đó nó không đi đôi với nhau. Cậu thanh niên tên Hướng kia, ánh mắt và lời nói chẳng có gì là thiện cảm, nhìn về phía bố tôi và bác Hành. Sau khi nghe được câu chuyện của bố tôi và bác Hành kể lại đầu đuôi rằng có một vong hồn của cô con gái nhà này cho hai ông địa chỉ lên tận đây. Hai ông cần sự giúp đỡ của gia đình. Tất cả mọi người có mặt khi đó đều ngạc nhiên và cảm thấy rất kỳ lạ. Duy chỉ có mẹ của cô gái là bà Nghĩa khóc ngất đến mấy lần bởi vì nỗi đau mất con đã khơi gợi lại. Lại biết được nguyên nhân là con gái mình bị sát hại dã man như vậy càng làm cho bà thêm thương xót. Riêng chỉ có cậu thanh niên tên Hướng, người yêu của cô gái, chỉ hỏi qua loa, xã giao vài câu rồi xin phép mọi người ra về. Bỗng nhiên ông Nhân lúc này nói một câu với cậu ấy khiến cho chàng thanh niên này sững người lại. Người mất thì đã mất rồi, cũng đừng quá đau buồn Hương nha. Hai ba cảm ơn cháu vì suốt thời gian qua đã sang nhà giúp đỡ. Con về nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm. Vâng, hai bác ngồi xơi nước ạ. Cháu xin phép về đây ạ. Cậu thanh niên tên Hướng nói bằng giọng buồn buồn. Lúc ra về cũng không quên liếc mắt lên, nhìn di ảnh của cô gái đang đặt ở trên bàn thờ giữa gian nhà. Khổ thân. Thằng Hướng này với con Hoàng nhà tôi yêu nhau lâu rồi, nhưng chỉ vì điều kiện kinh tế quá khó khăn nên chúng nó chưa tổ chức đám cưới. Nó mới đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài về được mấy tháng nay. Từ hôm con Hoàng gặp nạn, ngày nào nó cũng sang đây như người mất hồn ý. Cũng phải thôi, hai đứa đang chuẩn bị làm lễ thành hôn. Buông tiếng thở dài thõng thượt, giọng của ông Nhân nói với bố tôi và bác Hạnh như muốn giải thích về sự khó chịu của cậu ta với hai người. Còn cậu em trai của cô gái lúc này cũng đi vào trong gian buồng. Bên ngoài nhà lúc này chỉ còn có bốn người, đó là bác Hạnh, bố tôi và hai vợ chồng bố mẹ của cô gái. Thỉnh thoảng vẫn còn nghe thấy tiếng khóc nức nghẹn nghẹn của bà Nghĩa. Phút chốc, bầu không khí của căn nhà mang theo một vẻ thê lương, ai oán. Bác Hạnh nhìn dáng vẻ chán chường và cô đơn tịch mịch của chàng trai vừa khuất sau cánh cổng phía ngoài sân, khe khẽ ngâm lên mấy câu thơ mà chỉ một mình ông nghe thấy. Trời già sao nỡ phân ly, âm trần hai lối lỡ thì của nhau. Kiếp này lỡ, hẹn kiếp sau, ta nàng nguyện sẽ bền lâu sum vầy. Bầu trời trên vùng cao nhanh tối, lúc này chợt đổ cơn mưa lớn. Những hạt mưa xiên xẹo rơi chéo xuống,
được những cơn gió thổi mạnh khiến chúng níu vào nhau nặng nề rơi xuống. Bên ngoài từng tia chớp vằng vện đang ánh lên từng chập. Thỉnh thoảng có một tiếng sét đánh xuống cánh rừng phía xa xa, đinh tai nhức óc, khiến cho cả mảng không gian vốn ảm đạm của núi rừng lúc này càng trở nên hùng vĩ, mang theo sự bí ẩn kỳ lạ. Sau khi lên được nhà của gia đình cô gái trẻ, bác Hạnh và bố tôi hỏi thăm đủ thứ về gia đình nhà cô gái. Hạ Hoàng vốn là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, chịu thương, chịu khó. Thời bấy giờ, ở các tỉnh phía Bắc đang có xu hướng đi xuất khẩu lao động. Người được xuất khẩu thì ra đủ các nước, làm đủ thứ nghề, miễn chỉ mong sao có nhiều việc làm nhằm gửi tiền về cho gia đình, trang trải nợ nần, và muốn có một cuộc sống khấm khá, thoát được cái nghèo và ổn định hơn. Hạ Hoàng cũng là một người nằm trong số đó. Cô đi Đài Loan 2 lần. Năm 24 tuổi, cô đi lần thứ nhất. Đến năm 27 tuổi thì được ký hợp đồng thêm 3 năm nữa. Cô cũng chỉ vừa mới về Việt Nam được mấy tháng thì gặp chuyện không may như thế này. Thấy vợ chồng ông bà nhân nghĩa thì bảo là cô Hoàng và anh thanh niên tên Hướng kia là người cùng huyện nhưng khác xã, gặp nhau ở bên Đài Loan rồi yêu nhau. Lần này cũng có ý định về xin bố mẹ hai bên gia đình cưới xin đàng hoàng. Nhưng thật không may, hiện tại mọi chuyện khiến cho bố tôi và bác Hạnh rất đau đầu. Muốn giúp cô ấy, nhưng cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu và làm như thế nào. Gia đình nhà ông Nhân bà Nghĩa cũng hiếu khách, lại biết được đây là hai người do chính oan hồn của con gái mình báo mộng và nhờ lên tận trên nhà mình xin giúp đỡ. Họ cảm thấy cần phải giữ hai vị khách quý này ở lại nhà để tiếp đãi và trò chuyện. Cũng nhân tiện hai hôm nữa là cô Hạ Hoàng cúng thất tuần, 49 ngày. Cơm nước xong xuôi, khi ra bàn uống nước chè, mặc dù còn khá sớm nhưng bầu trời lúc này đã tối mịt. Khung cảnh hoang vu của núi rừng lại thêm cơn mưa rào bất chợt vừa ngang qua. Nhà lại có người mới mất. Tiếng Nam Mô A Di Đà Phật liên tục được vang lên qua chiếc đài cassette đặt trên bàn thờ, càng làm cho không khí trong ngôi nhà này thêm lạnh lẽo. Bố tôi và bác Hạnh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, đã nhận lời hứa với oan hồn của cô gái là sẽ giúp đỡ cô, nên cũng chỉ dặn dò hai vợ chồng bố mẹ cô ấy, bảo rằng là người nhà, họ hàng của ông Nhân mà thôi. Tối hôm ấy, hai người nằm chung một chiếc giường được kê ở gần ngay giữa gian giữa nhà. Căn nhà được thiết kế từ lâu lắm rồi, có nhiều dấu hiệu của thời gian, rêu phong, cũ kỵ. Nó gồm 5 gian hai trái, gian giữa thì gồm một bàn thờ cạnh hai cái khóa gian nhà. Hai bên kê hai chiếc giường được đóng bằng gỗ cũ kỹ. Hai gian nhà kia có hai phòng ngủ và cũng để ít đồ và mấy thứ lặt vặt. Có một phòng được treo rèm màu hồng, nhìn khá nữ tính. Mới nhìn ai cũng đoán được, đó là phòng của con gái. Đây chính là phòng của cô Hạ Hoàng khi còn sống vẫn hay ngủ. Nói chuyện được một lúc thì bố tôi xin phép chủ nhà rằng do mình đi xe đường dài nên mệt, lên giường ngủ trước. Vợ chồng ông bà Nhân Nghĩa cũng giữ phép lịch sự nên cũng vào buồng ngủ. Cậu con trai tối hôm đó không về nhà vì ngay từ tối đã xin phép bố mẹ đi chơi với bạn. Chiếc đài cassette trên ban thờ cũng được mẹ của cô gái đứng lên vặn nhỏ hơn, bởi vì đến đêm tĩnh lặng sẽ kêu to, mọi người sẽ khó ngủ. Đến quá nửa đêm, nằm trằn trọc mãi mà hai người không ngủ được, mót vệ sinh nên bác Hạnh đi ra ngoài. Ông rón rén dậy mở cửa đi ra phía ngoài vườn vì không muốn gây nên tiếng động. Khung cảnh bên ngoài rất yên tĩnh, cây cối tùm làm cho ông cũng cảm thấy hơi rần rần. Mặc dù đã từng đi lính ăn bờ nằm bụi và lại là một tay chài lưới chuyên nghiệp quanh năm bến sông con nước, nhưng lúc nãy ông cũng cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Cảm giác rần rần lúc này lại ùa về. Bỗng nhiên ông cảm thấy như có ai đang nhìn mình từ phía sau, khiến cho lông tóc dựng ngược cả lên. Quay ngoắt lại thì chẳng có một ai cả. Nhìn xung quanh cũng chỉ là những phiến lá cây rậm rạp, tùm đang đung đưa bởi những cơn gió. Miệng lẩm bẩm khe khẽ. Cô ơi, đừng có trêu chọc tôi nữa. Chúng tôi có lòng đến tận nhà muốn giúp đỡ cô rồi. Bác Hạnh nói xong câu ấy thì vội vàng đi về phía nhà chính, cách khá xa nhà vệ sinh. Con đường được trải bằng những viên gạch lởm chởm khiến cho ông vấp chân đến mấy lần. Nhưng khi chỉ còn cách mấy chục mét nữa là vào đến nhà, thì mắt ông hoa lên, tai ù đi và cảm thấy bước chân của mình bỗng nhiên chậm hẳn lại. Dường như lúc này bác đã biến thành con người khác.
hay nói đúng hơn, bác Hạnh lại bị ốp. Bố tôi cũng khó ngủ, có lẽ lúc ban tối uống mấy chén rượu nên khá trằn trọc, bởi vì ông là người không uống được nhiều. Lúc bác Hạnh bước ra ngoài thì ông cũng biết, nhưng cũng mặc kệ không nói gì, nghĩ bụng là bác Hạnh đi vệ sinh mà thôi. Có tiếng lạch cạch kêu lên khe khẽ, rồi tiếng két của cánh cửa bản lề vang lên. Giữa đêm khuya nghe rõ mồn một. Bố tôi quay mặt về phía phát ra tiếng động thì đúng là bác Hạnh đang đi vào. Nhưng lần này hơi khác lúc ông mở cửa. Khi cánh cửa gỗ được mở ra thì bỗng nhiên có một cơn gió thổi từ phía bên ngoài ùa vào trong nhà, khiến cho hai cây đèn đang thắp trong nhà tắt ngấm. Chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào trong phản chiếu bóng dáng của một người đàn ông cao lớn đang đi về phía chiếc giường của bố tôi đang nằm. Ông Hạnh, ông đi đâu thế? Bố tôi khẽ hỏi, bởi vì không muốn gây tiếng động làm cho chủ nhà mất ngủ. Không nghe thấy tiếng bác Hạnh trả lời, bố tôi lại hỏi tiếp. Ông bị sao thế? Sao không khép cánh cửa vào cho gió đỡ thốc vào? Lạnh quá. Vẫn không nghe thấy bác Hạnh đáp lời, mà chỉ thấy bóng dáng của ông vẫn đang bước từng bước một về phía chiếc giường của bố tôi, bằng dáng vẻ khá vội vã. Đúng lúc này phía bên ngoài có tiếng quạ kêu lên dồn dập, rồi tiếng mèo gào lên thảm thiết như động dục. Mặc dù là người cứng bóng vía như bố tôi, lúc này cũng không khỏi tái mặt. Thầm nghĩ có chuyện không hay lại diễn ra rồi. Nhưng giữa bóng tối lờ mờ lại thêm cái không khí quỷ dị ở cái căn nhà này, kết hợp với mùi nhang bà Nghĩa thắp lên từ tối vẫn chưa cháy hết, rồi tiếng tụng kinh liên tiếp từ chiếc đài cassette phát ra, khiến cho ông cũng thấy khiếp vía. Bóng người cao lớn cứ thế đi thẳng vào trong nhà, rồi dừng lại trước tấm di ảnh đặt ở giữa gian nhà. Bố tôi rùng mình nhìn về phía cái bóng đó, tiếp tục theo dõi xem làm gì. Bất ngờ bóng người đó đi ngang qua chiếc giường của bố tôi nằm, rồi tiến thẳng vào trong căn buồng có rèm cửa che màu hồng. Chính là căn phòng của cô gái đã chết, Hạ Hoàng. Khi đi qua, ông cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo, làm cho ông cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cảm giác căn nhà này đang có thứ gì đó hiện hữu. Lại gặp chuyện rồi. Ông Tú lẩm nhẩm, nhưng lúc này vẫn giữ tư thế nằm im trên giường. Chiếc chăn đắp hờ trên ngực lúc này đã được bố tôi trùm kín mặt. Chỉ hé hé nhìn lên, nhưng bên ngoài không gian vẫn chỉ là một màu tối nhờ nhờ. Từng hơi gió thốc vào khiến cho ông cảm thấy rần rần. Cánh cửa gỗ lúc này bị cơn gió thổi thật mạnh, làm cho đập mạnh vào bức tường phía sau. Rồi thanh chặn cửa cũng rơi xuống nền được láng xi măng, nảy lên kêu cơm cớp. Ông Tú đang nằm trên giường lúc này cũng không giữ nổi bình tĩnh, liền bật người ngay dậy, vớ ngay lấy chiếc bật lửa zipper được ông giữ từ lâu lắm rồi. Mọi khi nó nhạy lắm, chỉ bật nhẹ một cái là lên, nhưng lúc này phải bật đến 5-6 lần ngọn lửa cũng không cháy. Thậm chí sự hốt hoảng còn làm cho ông suýt đánh rơi nó xuống đất. Khi ngọn lửa vừa bùng lên, ánh sáng trong căn nhà lúc này chợt bùng lên. Mắt của ông Tú chưa kịp làm quen với ánh sáng thì ông giật mình kinh hãi đến tột độ. Lúc này tất cả mọi thứ trong nhà đều bình thường, bác Hạnh vẫn đang ngủ cạnh ông, phát ra tiếng thở đều đều, thậm chí ngáy còn rất to. Cánh cửa chính trong nhà vẫn đang đóng cửa im ỉm, và tất cả mọi thứ vẫn đang ở trạng thái rất bình thường. Nhưng khi quay mặt về phía di ảnh cô gái trên ban thờ, ông thấy rùng mình. Hình như cô ấy đang mỉm cười, nụ cười tuy đau đớn nhưng ẩn chứa sự biết ơn. Ông Tú lẩm bẩm nói khẽ khẽ, chỉ đủ cho một mình ông nghe thấy. Chúng tôi đã lên đến nhà cô rồi. Có lẽ cô đã báo mộng cho anh em chúng tôi. Tôi xin hứa với vong linh của cô là sẽ tìm bằng được ra kẻ đã hại cô. Bác Hạnh lúc này cũng đã chồm dậy hỏi. Ông Tú, ông lẩm nhẩm gì thế? Thế rồi bố tôi liền kể lại giấc mơ mà mình vừa gặp. Thì ra đó chỉ là giấc mơ. Nhưng sao nó lại chân thực đến tận cùng như vậy? Điều kỳ lạ nữa là bác Hạnh cũng kể lại điều vừa gặp cho bố tôi nghe. Lúc này không khí lại rơi vào trầm tư. Hai người lính già nhìn nhau không nói gì. Ánh mắt của ai cũng lộ ra vẻ không thoải mái, suy tư. Cô gái này quá linh thiêng. Phải đau đớn và ức ức đến nhường nào mới có thể dọa cho hai người lính già từng vào sinh ra tử nhiều lần. Chẳng còn điều gì khiến bản thân sợ hãi nữa, mà hết lần này đến lần khác đều phải giật mình.
không thể thất hứa được ông ạ. Ông Tú nói với bác Hạnh. Đúng vậy, làm gì cũng phải làm đến nơi đến chốn, không thì chính chúng ta cũng thấy lương tâm mình không thoải mái. Tôi thấy thương cô gái này, chết quá đau đớn. Bác Hạnh thở dài một tiếng, rồi hai người nằm xuống trằn trọc chờ trời sáng. Bố tôi và bác Hạnh cả đêm trằn trọc suy nghĩ về những việc đã xảy ra, đợi trời sáng hẳn để nói với bố mẹ cô gái về những việc kỳ lạ mà hai người đã gặp khi ngủ ở nhà họ. Vẫn có câu đồng sàng dị mộng, nhưng ở đây lại là đồng sàng đồng mộng. Hai người cùng đi, cùng gặp và cùng mơ một giấc mơ kỳ lạ về cùng một người, cùng một thời điểm. Ắt hẳn đó chẳng phải là điều ngẫu nhiên hay trùng hợp. Tiếng gà gáy le te báo hiệu ngày mới đã sang. Bà Nghĩa dậy đi chợ sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng và hai vị khách quý. Sau khi đánh răng rửa mặt và pha ấm chè thật đặc, ba ông ngồi nói chuyện. Bác Hạnh khẽ liếc mắt về phía bố tôi, rồi nhìn về phía ông Nhân, chủ nhà, nói bằng giọng nói khá bí ẩn. Không có bà xã ông ở đây. Tôi hỏi thật ông, trước khi con gái ông mất, ông có thấy cháu có điều gì kỳ lạ không? Không trả lời câu hỏi này ngay, mà ông Nhân nhìn về phía ảnh thờ của con gái mình, nói bằng giọng buồn buồn, ánh mắt rơm rớm, hồi ức lại. Con bé nó ngoan lắm, là một đứa con hiếu thảo. Từ hồi còn tấm bé đến giờ, cháu nó chưa bao giờ để lại điều tiếng gì xấu cho bố mẹ. Lớn lên một tí thì nó đi làm kiếm tiền về phụ giúp gia đình. Tôi và bà nó nhiều lần thúc giục muốn cháu lập gia đình để yên bề gia thất, nhưng nó bảo nó còn trẻ, muốn đi kiếm tiền về giúp bố mẹ, sửa sang lại căn nhà và nuôi em ăn học thành tài đã rồi tính tiếp. Vợ chồng tôi nói nó bảo phận gái có thị, nhưng nó cứ gạt đi, bảo con gái của bố mẹ không ế được đâu mà lo. Ấy vậy mà. Ông Nhân òa khóc nức nở, gương mặt nhăn nheo khắc khổ của một lão nông vốn đã vất vả, lại thêm cú sốc cực lớn này càng thêm suy sụp. Bác Hạnh và ông Tú, hai người cũng chẳng biết nói thế nào. Lúc này ai cũng mang theo một tâm lý nặng nề, ảo não. Thế trước khi mất, cháu có điều gì chưa làm được, hay còn có ước nguyện gì mà cháu muốn làm mà vẫn chưa hoàn thành không? Bố tôi nhìn về phía ông Nhân, nói bằng giọng cảm thông, chia sẻ. Tôi cũng không rõ lắm. Thật ra ước nguyện lớn nhất của con Hoàng là xây được cái nhà cho bố mẹ. Tôi thì thương binh nghỉ mất sức, nên chỉ loanh quanh phụ bà xã làm mấy việc nhà, chăm con gà, con lợn mà thôi. Mọi chi tiêu sinh hoạt của gia đình này đều nhờ bà nhà tôi đi chợ hàng ngày. Thằng Út nhà tôi thì vẫn còn học, nên cũng chưa đỡ đần gì được. Dường như lúc này không khí trong nhà lại thêm trầm mặc, chỉ còn tiếng mõ tụng kinh phát lên đều đều, nghe thật ảo não. Bà Nghĩa lúc này cũng vừa xách làng đi chợ về, gương mặt khắc khổ, dáng vẻ mệt mỏi, chẳng giống người phụ nữ mới hơn 50 tuổi một chút nào. Vừa vào đến nhà, bà liền nghe thấy tiếng ông Nhân nói với ra. Bà nó thắp cho con nén nhang, tuần nhang tôi thắp khi nãy cháy hết rồi. Chẳng nghe thấy bà Nghĩa đáp lời, chắc là có việc đi ra sau nhà. Ông Nhân đứng lên lấy ba nén nhang ở trên bàn, châm lửa thắp hương lên ban thờ. Nhưng đúng lúc này có một con chim nhỏ từ đâu bay vào trong nhà. Con chim bay lượn lòng vòng rồi đậu ngay trên di ảnh của cô Hạ Hoàng. Rồi bát nhang bùng cháy lên dữ dội. Thật kỳ lạ. Ông Nhân thấy vậy liền gọi vợ. Bà Nghĩa! Bà Nghĩa ơi! Tiếng gọi giật giọng của ông Nhân khiến cho bà vợ đang bưng mâm cơm cúng cũng vội chạy vào trong nhà làu bầu. Có chuyện gì thế? Mới sáng ra sao mà ông gọi giật giọng đến mấy lần thế? Tôi đang giở tay làm cơm cho con Hoàng. Nhưng khi nhìn về phía bóng lưng của chồng và nhìn lên bức ảnh của Hạ Hoàng thì bà mới ngớ người ra. Khi thấy con chim nhỏ lạ kỳ đang đậu trên bức ảnh của con gái mình, bát nhang vẫn đang cháy đùng đùng. Tuy giật mình, bà Nghĩa cũng không lấy làm hoảng loạn. Vốn cũng là một người khá tinh ý nên bà liền châm một tuần nhang khác, cắm ngay vào bát cơm cúng mà bà vừa mới đơm xong. Trên mâm cơm thì chỉ có một bát cơm, một đĩa rau luộc và ít nước mắm không, thêm một ít thịt luộc. Mẹ xin con sống khôn thác thiên,
có điều gì oan khuất hay còn điều gì muốn nói thì hãy báo cho bố mẹ biết. Con chim nhỏ đậu trước di ảnh lúc này như có linh tính. Nó có bộ lông màu trắng mút và đôi mắt màu đỏ rực như máu. Hai bàn chân nó bộ chặt vào khung ảnh, rồi liên tục gõ vào bức di ảnh của cô gái. Sau đó nó liền bay ba vòng quanh gian nhà, sau đó chui vào buồng của cô Hạ Hoàng qua một ô thoáng chỉ to bằng viên gạch. Bác Hạnh và ông Tú, hai người chứng kiến tận mắt câu chuyện, lấy làm ngạc nhiên. Sau đó đợi hai vợ chồng ông bà Nhân Nghĩa ra bàn uống nước, rồi bác Hạnh mới nói với hai người. Tôi thấy kỳ lạ lắm. Tối qua tôi và ông Tú ngủ ở giường kia, nhưng quá nửa đêm, tôi và ông ấy đều nằm mơ, thấy một giấc mơ giống hệt nhau. Đều có bóng dáng của một người đàn ông cao lớn, đi thẳng vào trong phòng của cô Hoàng. Chẳng hay ở trong phòng của cô ấy, có còn chứa bí mật gì mà cô ấy muốn nói với chúng ta chăng? Lại thêm cả sự việc vừa rồi, con chim kia rất kỳ lạ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà từ đâu bay đến rồi đậu lên di ảnh của cô ấy đâu. Chắc chắn có điều gì cô ấy muốn nói rồi. Ông Tú cũng gật đầu đồng tình, nhìn về phía hai vợ chồng chủ nhà muốn vào trong buồng của cô Hạ Hoàng tìm hiểu xem điều gì đang diễn ra ở đây. Căn phòng này thật ra cũng chẳng có điều gì đặc biệt. Nhưng kỳ quái ở chỗ là khi con Hoàng nó đi Đài Loan được 3 năm về lần thứ nhất, thì tôi thấy nó có những hành động khá kỳ lạ. Tiếng của bà Nghĩa vang lên khiến cho ba người đàn ông đều chú ý lắng nghe. Bác Hạnh và ông Tú, bố tôi đều lên tiếng. Kỳ lạ như thế nào? Sao tôi không biết? Ông thì biết gì? Cũng chẳng bao giờ chịu gần gũi và thân thiết với con, nên mà... Bà Nghĩa khẽ liếc mắt về phía chồng rồi lầu bầu, nghe chừng giọng nói có vẻ trách móc nhiều hơn. Các ông, đi theo tôi vào đây. Dứt lời, bà Nghĩa liền đi thẳng vào trong nhà. Ông Nhân vội vàng theo sau, kế đó là bố tôi và bác Hạnh. Cánh cửa làm bằng gỗ khá cũ kỹ, hiện tại đã được thay bằng ổ khóa mới. Bà Nhân tìm chiếc chìa khóa buồng rồi lúi húi mở ra. Vừa vào căn buồng của cô Hoàng, đập vào mắt mọi người là những hình vẽ và những bức ảnh kỳ lạ. Không, nói đúng hơn là kỳ dị thì đúng hơn. Căn phòng chỉ độ tầm hơn 10 mét vuông, được dán chi chít những hình ảnh đáng sợ, đầy máu me và những hình ảnh chết chóc. Ngay cả chiếc bóng điện ngủ cũng được trang trí bằng một màu đỏ. Khi đèn buồng vừa bật lên, nó đập ngay vào thị giác, khiến cho người mới nhìn lần đầu tiên không khỏi hoang mang, sợ hãi. Ở giữa phòng có treo một bức hình chân dung của một cô gái đang nhìn thẳng. Cô gái có nụ cười rạng rỡ, ánh mắt hút hồn, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đó có một nét buồn rười rượi. Bác Hạnh bỗng cất tiếng hỏi. Tại sao nhà mình lại để tất cả những đồ dùng cá nhân của cô Hạ Hoàng lại mà không đốt hoặc mang thiêu, cho cô ấy ở dưới đó dùng? Bà Nghĩa thoáng khựng người lại, nhưng ngay lập tức nói lảng sang chuyện khác. Có lẽ rằng cũng không muốn nhắc lại đến câu chuyện này, chỉ chăm chăm tìm con chim khi nãy nó vừa bay vào trong này. Còn Hạ Hoàng nó dặn dò chúng tôi từ trước. Nó bảo rằng kể cả có bất cứ chuyện gì, cũng không được mang đồ đạc của nó trong phòng này di chuyển đi đâu cả. Ông đặc biệt nhấn mạnh câu kể cả có bất kể chuyện gì. Tôi cũng tò mò muốn hỏi xem sao lại trang trí phòng ốc gì kỳ lạ như vậy thì nó không nói. Hỏi mẹ nó thì mẹ nó bảo không biết. Tiếng ông Nhân thở dài, bác Hạnh và ông Tú nhìn nhau. Có lẽ trong đầu hai người lúc này đang nghĩ rằng chuyện gia đình nhà ông bà này cũng phức tạp. Vợ chồng con cái có lẽ không hòa hợp cho lắm. Nhưng đây là vấn đề khá tế nhị, lại liên quan đến chuyện gia đình nhà người ta, nên hai ông không nói gì thêm. Mọi người bắt đầu tìm kiếm con chim kỳ lạ mà khi nãy nó đậu trên ban thờ của cô gái. Nhưng thật lạ kỳ, dù cố gắng tìm kiếm, lục lọi mọi xó xỉnh như thế nào cũng chẳng thể tìm ra. Căn phòng chỉ độ chục mét vuông mà có tới 4 cặp mắt liên tục ra xét, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì cả. Quan sát thật kỹ xung quanh, bác Hạnh và bố tôi nháy nhau đi ra ngoài. Khi ra đến bên ngoài, ông thở hổn hển, nói bằng giọng lắp bắp, run rẩy. Ông có thấy kỳ lạ không? Sao tôi vào trong phòng của cô gái mà cảm thấy như có ai đang nhìn mình ấy? Hay là tôi hoa mắt nhỉ?
bức chân dung treo trên tường ấy, cứ nhìn chằm chằm lấy tôi, làm cho tôi cảm thấy rất không thoải mái. Ông cũng cảm thấy thế à? Nhưng đó chỉ là bức chân dung thôi mà. Ảnh chân dung thì hay chụp góc thẳng nên có cảm giác vậy thôi. Chứ tôi thấy bình thường mà. Có lẽ ông thần hồn nhắc thần tính thôi. Tôi thì thấy kỳ lạ việc con chim kia mà thôi. Rõ ràng có 4 người, 8 con mắt tìm tòi lục lọi mà không thấy nó đâu. Trong căn phòng đó cũng kín và chẳng có lỗ thoáng nên không thể nào nó bay ra ngoài được. Lẽ nào đó chỉ là... Bố tôi lấp lửng khiến cho bác Hạnh lúc này cũng sững sờ. Hai người mặc dù từng trải nhưng những chuyện như này có lẽ vẫn chưa quen nên là cảm thấy rất hoang mang. Đoạn bố tôi nói tiếp. Mà cũng chẳng hiểu vì sao một người con gái trông hiền lành, dễ thương vậy sao lại có thể trang trí căn phòng nhìn giống như phòng thờ thế nhỉ? Ông có nhìn thấy điểm ý không? Ừ, tôi cũng thấy lạ. Nhưng tôi để ý có một bức ảnh mà tôi cực kỳ thấy nó quen thuộc, nhưng không nhớ ra là đã gặp nó ở đâu. Nhưng ngay lúc đó bác Hạnh liền quay lại căn phòng. Hai ông bà nhân nghĩa lúc này vẫn đang chăm chú lau dọn căn phòng, chẳng ai nói với ai tiếng nào. Mặc dù là phòng kín nhưng chúng vẫn phủ dày một lớp bụi. Hai người cẩn thận lau từng thứ một. Bỗng nhiên bà Nghĩa kêu lên một tiếng như phát hiện ra điều gì đó. Mở ngăn kéo tủ trang điểm của cô Hạ Hoàng ra thì bà thấy một phong bì chứa đầy những bức ảnh kỳ dị. Điều này thật quá sức tưởng tượng của hai người. Ngay cả bố tôi và bác Hạnh lúc này nhìn vào cũng sững sờ. Nhưng bác Hạnh liền cầm bức ảnh giống hệt với một bức ảnh đang dán trên tường. Hình ảnh một cô gái, bàn tay đang chơi với ở giữa dòng sâu thăm thẳm. Bên trên bàn tay đó có vẽ những chiếc bóng như những bóng ma lẫn vẩn, nửa muốn kéo lên, nửa muốn dìm xuống. Trông thật kinh hãi. Đây rồi. Bác Hạnh nói bằng giọng run run. Chính là bức ảnh này. Lần đầu tiên tôi gặp cô ta, cô ấy áp nhãn báo mộng cho tôi nhìn thấy được đúng y xì cảnh này. Có lẽ nào đây chính là cái chết được báo trước. Hai vợ chồng ông bà nhân nghĩa thấy hành động và vẻ mặt khá kỳ lạ của bác Hạnh thì lấy làm lạ. Ông Nhân cất tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy ông? Sao vẻ mặt ông có vẻ căng thẳng thế? Không đáp lời ông Nhân, bác Hạnh lúc này chỉ chăm chú nhìn vào bức ảnh có vẻ hình một cô gái còn rất trẻ, đang lơ lửng trên mặt nước. Dường như ông đang nghĩ về một điều gì đó ghê sợ lắm. Bỗng nhiên bác Hạnh hỏi ngược lại ông Nhân. Ông có biết cô gái trong bức hình này là ai không? Đưa tay cầm lấy bức tranh vẽ nguệch ngoạc, giống như một bức tranh ký họa còn dở dang, ông Nhân khẽ lắc đầu bảo. Tôi cũng không rõ. Nhưng lúc này có tiếng nói của bà Nghĩa xen vào. Là con Hoàng nó tự vẽ đấy. Vốn nó là một đứa bé thích vẽ, có năng khiếu hội họa. Nhưng gia đình tôi tiếc là không có điều kiện cho cháu theo đuổi đam mê. Học hành đến nơi đến chốn. Nói rồi bà Nghĩa thở dài thường thượt, dường như đang nghĩ về những hồi ức tốt đẹp của con gái mình. Tôi nhìn bức tranh này có điều cổ quái. Nó giống hệt với những gì mà ngày đầu tiên khi thấy xác của cô Hạ Hoàng trên sông. Nói rồi bác Hạnh đưa bức hình này ra so sánh với những bức hình khác, to hơn, đang được dán ở trên tường. Đúng là của cùng một người vẽ và không sai biệt bao nhiêu. Đều lấy bối cảnh âm u, rùng rợn và cái chết làm đề tài. Bà có biết những bức tranh này con gái bà vẽ khi nào không? Ngày trước khi cháu chưa đi xuất khẩu lao động thì vẫn bình thường. Nhưng sau lần về Việt Nam 3 năm trước đây, tôi đã thấy nó có biểu hiện khá kỳ lạ. Mặc dù là mẹ con với nhau, nhưng con bé nhà tôi từ thuở nhỏ cũng là đứa trái tính, trái nết, khá ương bướng. Hồi xưa đi học thì cũng có thể gọi là lập dị, nên bố nó cũng có thái độ không lấy gì làm vui vẻ, cho nên bố còn hay khắc khẩu. Tôi thì ở giữa cũng chẳng biết làm như thế nào nữa. Vừa nói, bà Nghĩa vừa bưng mặt khóc rồi liếc về phía ông Nhân ra điều trách móc. Còn ông Nhân thì cũng chỉ biết thở dài. Có lẽ trong tâm trí của một người cha như ông,
chẳng bao giờ muốn chuyện gia đình lại bị vạch áo cho người xem lưng. Bởi vì từ xưa nay vẫn có câu nói, đẹp thì phô ra, xấu xa thì để lại. Nhưng hiện tại gia đình ông đang lâm vào hoàn cảnh khá éo le, bối rối. Ông Nhân là người đàn ông tốt, nhưng có lẽ ở vị trí của ông thì ngày xưa như vậy đó khá là bình thường. Ông lại là người thuộc tầng lớp thổ cựu, quanh năm ở nhà nên cũng khá là bảo thủ. Cái gì cũng luôn phải theo ý của ông, nên đôi khi với vợ con thì hơi quá đáng, có thể nói là khắt khe. Nhưng hiện tại xã hội thay đổi đến chóng mặt, du nhập nhiều thứ từ phương Tây. Con gái ông lại là một người có thời gian đi ra nước ngoài sống và làm việc, nên trên cơ thể của cô cũng có một vài hình xăm nhìn khá lớn. Chính vì điều này nên ông Nhân hay nói cô. Có lần ông còn chửi thẳng mặt Hạ Hoàng. Mày nhìn cả làng cả xã này, có đứa con gái nào lại xăm hình vằn vện như mày không? Thằng em của mày, nó là đàn ông con trai còn không đua đòi, đú đỡn. Mà mày là phận đàn bà con gái mà lại dám để hình xăm nhố nhăn như vậy à? Mày bôi tro chét chấu vào mặt bố mẹ mày. Mày không hồn á thì mày đi xóa luôn cho tao. Tao không có đứa con gái như mày, đồ lập dị. Thậm chí có lần ông Nhân còn đánh đập cô con gái, bắt đi xóa sạch những hình xăm trên người. Những câu chửi bới và những lời nói chua ngoa nhất, thậm tệ nhất của ông nghĩ ra được, ông Nhân đều dành cho cô. Bà Nghĩa thấy chồng chửi con quá nên cũng nhiều lần khuyên can con gái. Đất có lề, quê có thói, con hãy tránh gặp mặt bố con một thời gian, đừng để ông ý nhìn thấy lại chửi cho. Mẹ cũng không biết nói mày như thế nào nữa, cũng chẳng biết khuyên can bố mày ra sao. Sau lần đó thì Hạ Hoàng được mẹ vay mượn rồi đi ra nước ngoài theo diện xuất khẩu lao động. Nhưng càng ngày Hạ Hoàng càng có những biểu hiện không bình thường, lập dị, khác người. Lần về nước 3 năm trước, cô đã làm bố mẹ sốc nặng khi thấy căn phòng được trang trí như kiểu này. Đến nỗi ông bà Nhân Nghĩa cũng sợ hãi, nhiều lần bảo con gái thay đổi nhưng cô nhất quyết không nghe. Có lẽ vì bị bố mẹ nói nhiều quá nên Hạ Hoàng càng ngày càng lầm lì ít nói hơn. Có thể chính vì điều này đã gây nên những rạn nứt vô hình trong gia đình nhà cô ấy. Còn một điểm đặc biệt nữa là chưa bao giờ Hạ Hoàng mang bạn trai về nhà, mà các bạn nữ thì nhiều vô số kể, toàn những cô gái rất xinh đẹp và nhìn có vẻ ăn chơi. Bác Hạnh và bố tôi thở dài, cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa, bởi đặt địa vị làm cha mẹ, chẳng ai không muốn điều tốt đẹp nhất đến với những đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra. Nhưng có lẽ cha mẹ sinh con, trời sinh tính, nên đành chịu. Bạn bè của nó thì cũng chẳng có nhiều. Với lại tầm tuổi này, con gái ở quê chúng nó lấy chồng hết cả rồi. Chỉ có mỗi mình con Hoàng nhà tôi là chưa yên bề gia thất mà thôi. Chỉ khổ thân thằng Hướng. Bà Nghĩa vừa nói vừa thúc thích khóc. Tiếng khóc sụt sùi vang lên liên tục, làm cho không khí càng thêm ảo não. Không khí đang rơi vào trầm mặc, bỗng nhiên tất cả đều giật mình bởi vừa có một cái bóng màu trắng, chẳng hiểu xuất phát từ đâu, bay vượt qua trước mắt mọi người. Nó hót lên một tràng tiếng kêu lạnh lót, rồi bỗng nhiên đậu ngay ở cái bàn trang điểm của cô Hoàng. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, xen lẫn sợ hãi. Bởi vì từ đầu tiên mọi người vào phòng này, mục đích là tìm kiếm con chim này. Lục lọi hồi lâu không thấy, mà bất ngờ lúc này lại xuất hiện, lại khiến cho ai nấy cũng đều hoang mang, khó hiểu. Cứ như là có ma vậy, quái lạ. Con chim màu trắng đậu ở trên bàn trang điểm, không thèm quan tâm đến những ánh mắt đang tò mò nhìn nó. Lấy mỏ khẽ khàng cọ cọ vào đôi cánh, bắt đầu tỉa tót những sợi lông, như đang ngắm vuốt. Bác Hạnh là người đầu tiên tiến lại phía con chim, cất tiếng nói. Mọi người đừng làm con chim nó sợ, để tôi thử xem sao. Ông rón rén đi từng bước nhẹ nhàng về phía nó, rồi nhẹ giọng lẩm bẩm. Nếu là cháu Hoàng khôn thiên về đây, thì hãy cho chúng tôi dấu hiệu. Ở đây ai cũng hết lòng, hết sức giúp đỡ cháu. Có cả bố mẹ của cháu cũng đang ở đây cùng với chúng tôi. Hy vọng cháu sẽ phù hộ độ trì cho chúng tôi sớm hoàn thành tâm nguyện. Con chim nhỏ màu trắng như có linh tính, nó hiểu được lời của bác Hạnh đang nói với nó. Hoặc giả có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên
Bỗng nhiên nó thôi hành động như đang ngắm vuốt. Ánh mắt nó chăm chú nhìn mọi người. Kể ra cũng rất lạ, chim là loài động vật khá nhút nhát, nhưng riêng với con chim này, nó lại có linh tính và cực kỳ đẹp mắt, rất dạng người. Ngay lúc này có bao nhiêu con mắt đang chăm chú nhìn nó. Bất ngờ nó bay về phía bà Nghĩa, vợ ông Nhân, rồi đậu trên vai bà. Bà Nghĩa thoáng rùng mình một cái, rồi có những hành động khác lạ hơn lúc bình thường. Bất chợt bà tiến về phía chiếc bàn trang điểm, cúi xuống lúi húi mở một ngăn tủ có giấu một bì thư, rồi hành động như một cái máy đưa cho bác Hạnh. Lúc này ai cũng chăm chú nhìn vào chiếc bì thư mà chẳng để ý rằng con chim kỳ lạ đã bay đi đâu mất từ lúc nào. Mở bì thư ra thì thấy một bức ảnh chụp của cô Hạ Hoàng và một cô gái khác. Nhìn rất xinh đẹp, đang mặc bộ đồ màu trắng. Để ý trên tay của cô gái này cũng có một hình xăm. Điều kỳ quái là hình xăm trên tay chỉ có một nửa. Nhìn kỹ hình xăm trên tay, bác Hạnh ồ lên một tiếng. Hình xăm đôi, lại là hình trái tim, có lẽ nào... Liếc mắt về phía bà Nghĩa và chồng, bố tôi vẫn giữ thái độ bình thường, nhưng ánh mắt ông lúc này như vừa lóe lên một điều gì đó. Và đó là tạm hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Wow, trong tập ngày hôm nay thì có một manh mối mới rất là kỳ lạ và bí ẩn luôn. Đó là cô Hạ Hoàng này không phải là một người đơn giản và bình thường. Sau khi đi xuất khẩu lao động về, không biết là ở Đài Loan đã gặp chuyện gì mà tự nhiên quay trở về trang trí một cái căn phòng quái lạ như vậy. Trời, là người bình thường mà là con gái. Thật sự mà bước vô phòng của bà Hạ Hoàng cũng phải hết hồn đó nha các bạn. Nghe tả thôi là thấy ghê rồi. Đèn, chơi đèn màu đỏ. Tường thì treo những cái bức tranh toàn là tranh về cái chết, về sự chết chóc thôi. Thậm chí cả ông Nhân và bà Nghĩa cũng nói con gái mình là một người khá là lập dị nữa. Wow, thì càng ngày Bắp càng cảm thấy cái cô Hạ Hoàng này có quá nhiều bí ẩn đi. Không phải là một cô gái đơn giản đâu nha. Chắc chắn là ẩn đằng sau đó còn có rất nhiều bí mật. Và liệu ông Hạnh và ông Tú sẽ còn điều tra ra gì nữa thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của câu chuyện Xác Chết Trôi Sông của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.